Vâng, xin chào anh em. Chào mừng em đã quay trở lại với Carwatch. Hôm nay em sẽ lên cho anh em một chiếc Omega thuộc dòng The View. Một chiếc này em đánh giá là một chiếc rất là đẹp trong cái bộ sưu tập The View anh em nhé. Đấy, anh em có thể nhìn thấy này. Một chiếc Omega cực kỳ là đẹp. Đấy, thực sự em thuộc cái bộ sưu tập The View này thì em thích chiếc này nhất, nó rất là đẹp. Ok, em nó thì chúng ta sẽ có được là một cái hộp gỗ như thế này. Trang bị một hộp gỗ đời mới này và hộp sổ thẻ đầy đủ hết anh em nhé. Hộp sổ thẻ, đồng hồ tình trạng còn cực kỳ là mới, mới còn khoảng 98 đến gần 99%, độ mới rất là cao. Ok, sổ của em nó ở đây. Đấy, cuốn sổ chúng ta sẽ có luôn là đánh dấu máy 8601 luôn anh em nhé. Đây, đánh số luôn là hai lịch này. Đấy, đánh dấu luôn từ cái sổ luôn đấy, rất là hay. Ok, và đây sẽ là cái thẻ, hai thẻ của chúng ta, thẻ bảo hành toàn cầu và cái thẻ Big Two Gram. Đầu tiên là thẻ Big Two Gram đi. Thẻ Big Two Gram thì chúng ta sẽ có các cái thông tin, ví dụ như mã sản phẩm này, có mã máy này. Tức là máy sử dụng cho em này là máy Calibre 8601, một cỗ máy cực kỳ là cao cấp của Omega. Đấy, cỗ máy chúng ta sẽ có vành tóc C14 này, chống giúp đồng hồ chúng ta chống từ gần như là miễn nhiệm với từ luôn này, 15.000 gau. Đấy, có chạy đặt chuẩn chronometer này, rất là chính xác. Có quả vang authentic này, có kính sapphire này, có chống nước 100m này. Đấy, đầy đủ hết anh em nhé. Tiếp theo nữa là cái thẻ bảo hành toàn cầu. Đấy, thì hơi đáng tiếc một chút xíu, cái này về không hiểu sao nó bị mờ mất cái năm của cái date này. Đấy, thì trước này date loanh quanh khoảng 2018, 2019 gì đấy thôi. Hơi đáng tiếc một chút xíu. Đấy, thì có thông tin đầy đủ của cái store mà bên em lấy hàng em nhé. Hàng, tức là cái store bán ra sản phẩm này. Đấy, em nhìn này, có dấu này, có thông tin của cửa hàng này, địa chỉ và có số điện thoại. Đấy, đầy đủ hết đấy. Ở bên Nhật anh em nhé. Bên em lấy, chủ yếu là lấy hàng Nhật chính thôi. Còn đây là mã sản phẩm, là seri em nó. Seri này nó sẽ trùng với seri ở dưới đáy của đồng hồ. Đấy, chốc nữa em sẽ chỉ cho anh em. Đấy, ok, đấy, chúng ta có hai thẻ. Đấy, với cái date này thì hết bảo hành toàn cầu. Đã hết bảo hành toàn cầu thì bên em sẽ bảo hành cho anh em 5 năm nhé, cho anh em yên tâm sử dụng. Đồng hồ là cam kết chính hãng và zin 100% cho anh em. Đấy, bao check, bao kiểm định toàn quốc, anh em an tâm. Ok. Đấy, đây là cái chiếc đồng hồ chúng ta này. Cái thiết kế nó rất là đẹp. Đây, anh em cùng ngắm nhìn một chút nhé. Em sẽ zoom lên cho anh em cùng xem cho nó rõ này. Đấy, AR xanh tím vẫn còn nguyên anh em nhé. AR này, AR xanh tím này, AR chưa hề bị xước luôn. Chứng tỏ chiếc này còn rất là mới. Rất được có thể là được sử dụng rất là ít. Đây em nhìn này. Đấy, tất nhiên là phần này nó sẽ có một số vết xước lông mèo nhỏ xíu thôi. Đấy, nhìn kỹ mới thấy anh em nha. Đây, nhìn kỹ mới thấy nha. Bởi vì phần này là phần đánh bóng, nó sẽ rất là dễ xước. Đấy, thì qua thời gian sử dụng thì rất là khó tránh khỏi những vết xước lông mèo nhỏ. Đấy, cái này anh em mà yêu cầu thì bên em sẽ spa lại cho anh em hết sạch luôn. Đấy, nhưng mà anh em không cần thì thôi, em sẽ để vậy nha. Tại vì thực sự là nó cũng không quá đáng kể đâu. Cái vết xước nó rất là bé. Đấy, từ khi anh em soi cực kỳ là kỹ mới nhìn thấy nha. Đây đang quay rất là gần đấy, quay cực kỳ gần. Còn ở ngoài anh em nhìn thoáng qua, nhìn thông thường, nhìn bình thường ấy, thì rất là khó để phát hiện được những vết xước đấy. Đấy, chúng ta sẽ được trang bị hai phần thân này được làm bằng kính sapphire anh em nhé. Đấy, giúp cho chúng ta nhìn xuyên thấu được vào cái cỗ máy bên trong. Cũng rất là hay ho ở đây, cả hai bên này. Đấy, cả dưới cũng thế này. Đấy, anh em thi thoảng vẫn có thể chiêm ngưỡng được cái cỗ máy này. Đấy, rất là hay. Độ dày cũng khá là ok, độ dày khoảng hơn 13 một chút xíu thôi. Đấy, thì theo em là độ dày này cũng rất là hợp lý thôi. Với một cụm máy cơ mà nó phức tạp, nó nhiều tính năng như thế này. Phức tạp ở chỗ nào? Thứ nhất là em này được trang bị hai lịch này. Lịch tháng và lịch ngày này. Đấy, tức là lịch 31 và lịch tháng của chúng ta đấy, 1 năm 12 tháng ấy.
Cái thứ hai nữa là cái chức năng annual calendar, đấy, tức là cái chức năng nôm na là lịch thường niên. Anh em chỉ cần một năm chỉnh lại lịch một lần thôi, vào cái tháng 2 tức là tháng nhuần của chúng ta. Đấy, thì chúng ta phải chỉnh lịch lại vào cái tháng 2 thôi. Còn lại là anh em cứ thế đeo nhá. Đeo cứ thế đeo là không bao giờ cần phải chỉnh lại lịch. Rất là tiện. Thường thì anh em sẽ phải chỉnh lịch vào cuối tháng. Bởi vì thường anh em sẽ phải chỉnh lịch vào hàng tháng, bởi vì lịch của chúng ta là lịch tháng, có tháng 30, có tháng 31 ngày. Đấy, cho nên những cỗ máy thông thường thì nó sẽ không tính được cái tháng thừa tháng thiếu, cho nên là cứ mặc định sẽ là 31 lịch, mặc định lịch sẽ là 31 ngày, tháng nào thiếu anh em phải chỉnh lại. Đấy, thừa nếu mà đủ thì thôi, đủ tháng 31 ngày thì thôi, còn thiếu rồi phải chỉnh lại lịch. Đấy, như thế cũng khá là bất tiện. Thì chức năng này nó ra đời để giải quyết cái vấn đề đấy. Đấy, thực sự là cũng cực kỳ là hữu ích, bởi vì chỉnh lịch nhiều khi cũng rất là mất thời gian. Bởi vì lịch thì thường sẽ là phải chỉnh xuôi, mà anh với anh em ở đang đang ngày 31 mà muốn về 30 lại phải chỉnh đúng một vòng nữa cũng khá là mất thời gian. Đấy, đặc biệt với cái ông Omega này thì ông lại toàn chơi kiểu chỉnh lịch chậm cơ. Đấy, tức là cái kim giờ này anh em phải quay hai vòng thì lịch mới ngày nhảy một ngày. Đấy, chỉnh như thế mà anh em mà chỉnh lên 30 ngày thì cũng thực sự cũng rất là mất thời gian. Đấy, ví dụ như cỗ máy 8005 và 8009 là anh em phải chỉnh lịch chậm nha, tức là quay kim giờ hai vòng thì mới nhảy được một ngày lịch, khá là mất thời gian. Ok, chiếc này em nó sẽ có một cái size là 41 mm. Cái size này nó sẽ phù hợp cho anh em cổ tay từ 16 trở lên. Đấy, thì đeo sẽ rất là vừa vặn với cái size này. Đấy, em sẽ chỉnh lại ngày một chút xíu cho nó đỡ che vào cái phần lịch này. Đấy, mặt đeo trắng tinh khôi luôn em nhé, trắng tinh luôn. Mặt trắng tinh này thì nó sẽ có cái ưu điểm của nó là nó sáng cái cổ tay của chúng ta. Đấy, anh em mà tay đen một chút đó. Tay trắng thì tất nhiên đeo màu gì cũng đẹp rồi, em không nói rồi. Còn anh em tay đen á, đấy, thì đeo những cái bản mặt trắng ấy, nó rất là nổi và rất là đẹp. Chứ còn anh em mà tay đen còn đeo mặt đồng hồ màu đen nữa, thực sự là nhìn nhiều khi không nhìn thấy đồng hồ đâu. Nó rất là xấu thực sự. Đấy, thì đây là lời khuyên của em cho những anh tay hơi đen đen một chút. Đấy, nên đeo những cái mặt đồng hồ nó sáng, đặc biệt là mặt trắng thì nó rất là đẹp. Ok, cỗ máy chúng ta sẽ đi qua cỗ máy một chút anh em nhé. Đây. Đấy, chúng ta sẽ có cái tên dòng ở đây, dòng Howvision đây. Đấy, có thêm tính năng annual calendar đây. Đấy, bên này thì chúng ta sẽ có bức chống nước này, có vành tóc C14 này. Tức là cái công nghệ vành tóc silicon 14 này giúp đồng hồ chúng ta nó miễn nhiễm với từ anh em nhé. Đấy, cỗ máy được trang bị em này, trên em này là cỗ máy KLB 8601 của Omega. Đấy. Đây, chúng ta sẽ có 39 chân kính này. Tần số động sẽ là 25.200 VBH và tích cót là 60 giờ anh em nhé. Đặc biệt có máy chạy chuẩn trôn meter, cái chuẩn rất, cái chuẩn cực kỳ chính xác của Thụy Sĩ. Đấy, với sai số thì khoảng 3 giây một ngày thôi. Đấy, rất là chính xác. Cỗ máy được đánh vân hình giải quạt rất là đẹp đấy anh em nhìn này. Đấy, thực sự những cái cỗ máy Thụy Sĩ người ta hoàn thiện phần quả văng máy này và cái phần máy móc của họ rất là đẹp. Đây, từ hoàn thiện sắp xếp cực kỳ là tỉ mỉ và rất là đẹp. Đấy, đây là cái cỗ máy em nó. Thực sự cái tính năng annual calendar này nó rất là phức tạp anh em nhé. Đấy, phức tạp hơn các cái tính năng thông thường rất là nhiều. Để mà tính toán được lịch đúng trong vòng một năm thì rất là, thực sự rất là phức tạp. Đấy, cho nên là những cái bản mà có chức năng annual calendar này nó sẽ đắt hơn bản thông thường khá là nhiều anh em nhé. Anh em lưu ý vấn đề đấy giúp em. Đấy, đẹp cực, chiếc này rất là đẹp. Ok, em sẽ lên tay thử cho anh em nhé. Tay em thì nó chỉ là tay 15.8 nên nó hơi bé một chút xíu. Đấy, tuy nhiên anh em mà cố thì vẫn có thể đeo được. Đấy, nếu thích quá thì vẫn có thể cân được. Còn không thì tay mà anh em 16, 16.2 trở lên ấy, thì là đẹp nhất.
18, 18.5 đeo càng đẹp, to càng đẹp. Đây. Đấy, thực sự chiếc này cũng rất là đa dụng nha, vừa nó vừa sang trọng này. Nó vừa kiểu dáng hơi hơi thể thao nhẹ một chút xíu. Đấy. Ok, chiếc này thì giá đang rất là mặn ở Việt Nam mình. Đấy, đặc biệt là giá retail em này nó rơi vào khoảng 283 triệu, cực kỳ là cao em nhé. 283 triệu cho một chiếc new mà giá là giá retail, tức là giá chuẩn của hãng. Đấy. Hoặc các cái trung tâm phân phối chính hãng của Omega ấy, thì người ta đang để giá là 283 triệu anh em nhé. Anh em tham khảo ở Tích Tắc Đồng Khởi cũng thế, anh em tham khảo thì sẽ biết giá chính xác của hãng. Đấy, còn anh em bán sách tay ở Việt Nam ấy, anh em seller bán sách tay ở Việt Nam ấy thì đang bán chiếc này new rơi vào khoảng trên 140 triệu. New trên 140 triệu anh em nhé, chắc chắn là trên 140 triệu, anh em có thể search thì nó sẽ ra thôi. Đấy, thì em đang sẵn được một chiếc tình trạng là có thể gọi là line new, giá cực kỳ là tốt để anh em chơi. Đó, chỉ với 84 triệu thôi anh em nhé, giá này em giá cũng cái thuộc dạng là giá sale bất chấp rồi đấy. Chỉ 84 triệu thôi, anh em có thể sở hữu được em nó rồi. Đấy, rất là đẹp. Bảo hành là bảo hành 5 năm. Đồng hồ cam kết chính hãng và zin 100% cho anh em nhé. Anh em có thể mang đến bất cứ trung tâm thẩm định nào trên toàn quốc để thẩm định, trực tiếp thẩm định cùng với nhân viên bên em hoặc cùng với em cũng được. Đấy, thì thẩm định xong ok chuẩn thì mình giao dịch. Còn trường hợp mà thẩm định xong mà ra hàng fake, hàng giả, hàng nhái, bên em đền gấp 5 lần giá trị sản phẩm cho anh em nhé. Cho nên anh em an tâm về cái vấn đề mà hàng hóa đi, bên em chỉ bán hàng chính hãng, không bao giờ bán hàng fake. Ok, anh em muốn sử dụng em nói thì có thể gọi trực tiếp số hotline của em nha, hoặc inbox Zalo cho em cũng được. Cảm ơn em đã theo dõi hết video của em nha. Xin chào và hẹn gặp lại em ở các video tiếp theo.